Từ đầu năm đến nay, vùng 2 Hải quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để sót lọt mục tiêu, quản lý nắm chắc tình hình trên không trên biển, nhất là khu vực nhà giàn JK1 và vùng biển giáp danh với các nước. Phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát ngư trường, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và bảo vệ ngư dân khai thác thủy hải sản đúng pháp luật. Toàn vùng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, cán bộ chiến sĩ nắm chắc tính năng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng tàu, nhà giàn chính quy mẫu mực, xây dựng các đơn vị điểm về công tác kỹ thuật, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Thời gian tới, vùng tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng phương tiện sẵn sàng chiến đấu, nắm dự báo đánh giá đúng tình hình, xử trí các tình huống đúng đối sách, phương châm, không để bị động bất ngờ, chú trọng huấn luyện hiệp đồng, diễn tập sát đối tượng, địa bàn tác chiến, góp phần nâng cao năng lực quản lý vùng biển đảo được phân công.